Lương Thủy Linh táo bạo với áo dài xuyên thấu, mỏng manh như cánh chuồn. Hoa hậu Lương Thủy Linh xuất hiện trong họp báo với mẫu đầm táo bạo. Hoa hậu Lương Thủy Linh luôn là người đẹp được nhiều khán giả quan tâm bởi tài sắc vẹn toàn khi 23 tuổi đã trở thành giảng viên đại học. Người đẹp từng trả lời phỏng vấn khi hoạt động trong môi trường sư phạm, cô sẽ hạn chế những trang phục táo bạo mà lựa chọn những thiết kế thanh lịch, phù hợp hơn. Mới đây, tại báo chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Lương Thủy Linh đã xuất hiện với áo dài hoa cách điệu với phần vải xuyên thấu mỏng manh được thêu hoa nổi đầy gợi cảm. Thiết kế áo dài theo phong dáng hiện đại với phần chất liệu xuyên thấu và không diện quần áo dài. Phần tà áo cũng được xẻ rất sâu để tô lên hình thể và đôi chân thon dài của nàng hậu. Người đẹp Cao Bằng có chiều cao 1m78 với đôi chân dài nhất trong các hoa hậu 1m22. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp này còn có số đo 3 vòng là 88, 64, 95 cm quyến rũ. Nhờ có thể hình chuẩn này mà người đẹp thường chọn những trang phục gợi cảm, khoe trọn đường cong cơ thể.